Ireland thu hồi mì tôm chua cay Hảo Hảo do chứa thành phần thuốc trừ sâu. Trang web của Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland FSAE mới đây cho biết đã thu hồi hai sản phẩm của công ty cổ phần Icecook Việt Nam là miến và mì tôm chua cay Hảo Hảo do có thành phần ethylene oxide. Trang web của Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland FSAI ngày 20 tháng 8 đã thông tin về việc thu hồi một số sản phẩm mì ăn liền do có thành phần ethylene oxide, trong đó bao gồm hai sản phẩm của công ty cổ phần Icecook Việt Nam là miến và mì tôm chua cay Hảo Hảo. Theo FSAI, một số lô sản phẩm mì ăn liền đang bị thu hồi có chứa ethylene oxide, thành phần thuốc trừ sâu. Thành phần này không được phép sử dụng trong thực phẩm bán tại EU, mặc dù việc tiêu thụ sản phẩm có chất này không gây nguy hiểm cấp tính, nhưng có thể gây về vấn đề sức khỏe nếu tiếp tục tiêu thụ trong một thời gian dài. Do đó, phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với chất này. Thông báo thu hồi tại điểm bán hàng sẽ được hiển thị trong các cửa hàng được cung cấp, cùng các lô liên quan. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên sản phẩm của công ty cổ phần Icecook Việt Nam sản xuất bị thu hồi tại nước ngoài. Trước đó, vào ngày 17 tháng 12, hãng tin Yonhap News của Hàn Quốc đưa tin Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc KFDA đã cho phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền thu hồi và xử lý sản phẩm phở bò do công ty Icecook Việt Nam sản xuất có hạn sử dụng đến ngày 3 tháng 12 năm 2021, ngày 5 tháng 4 năm 2022 và ngày 19 tháng 4 năm 2022. Theo đó, sản phẩm bị thu hồi và xử lý là phở ăn liền. P-Cook, đây là sản phẩm của Icecook Việt Nam, gia công theo đơn đặt hàng của Imat Hàn Quốc, ở chuỗi siêu thị bán lẻ của Hàn Quốc. Nguyên nhân được đưa ra là vì phát hiện trong phở ăn liền P-Cook có chứa chất benzoylpyrin, một chất gây ung thư. Ethylene oxide EO hay còn gọi là oxiran và epoxide là một hợp chất hữu cơ thường được tìm thấy ở dạng khí không màu và rất dễ cháy. Về ứng dụng và mục đích sử dụng, EO được sử dụng chủ yếu làm hóa chất trung gian trong sản xuất ethylene glycol, chất chống đông, hàng dệt, chất tẩy rửa, bọt polyurethane, dung môi, thuốc, chất kết dính, nguyên liệu cho sản xuất nhựa polyethylene và terephthalate và các sản phẩm khác. Ngoài ra, EO còn được sử dụng làm các sản phẩm khử trùng, hun trùng có hiệu quả cao, được phép sử dụng ở nhiều quốc gia cho mục đích kiểm soát côn trùng trong một số sản phẩm nông sản, khử khuẩn các nguyên liệu sản phẩm, thực phẩm, đặc biệt là cho gia vị và các loại thảo mộc như ớt bột, tiêu và quế, trước yêu cầu luôn cần kiểm tra thường xuyên vi khuẩn Salmonella.